Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người tiếp tục quay trở lại với cửa hàng xe máy Phương Nam nhé. Đó thì hôm nay nói chung thì mình cũng gọi là có lên cho mọi người một số cái mẫu xe gọi là dành riêng cho các bé học sinh nhà mình đi học này. Đấy, đây mình có thêm một vài mẫu xe nhé. Hôm nay thì chủ yếu mình sẽ lên giới thiệu đến mọi người một số cái dòng xe mới mọi người ạ. Rồi đây thì lạc loài đây được vài em Zalus rồi Novo. Đấy thì hôm nay nói chung thì cũng có rất là nhiều anh chị em mình hỏi mình về cái dòng Loza. Đó thì đâu dòng Vespa 50cc cho các bé nhà mình đi học. Thì nói chung thì giờ cũng là cái điểm đi giờ đi học rồi, cho nên là rất là nhiều bậc phụ huynh mình đang hỏi về cái dòng xe Tiga 50. Thì chính xác mình đã có mặt ở cửa hàng xe máy Phương Nam rồi. Đấy, chỉ với 19 củ là sẽ có xe. Bên mình thì đang còn mẫu Vespa Vera bản S và mẫu Vespa Vera Dio Pro này. Đấy, và mẫu Vespa D-Tech Diogo Pro anh em nhé. Tất cả mẫu đây đều là mẫu xe mới 100%, xe chưa đổ xăng, chưa lăn bánh, chưa bình hết luôn. Đấy, mọi người mua mới thì mình sẽ gọi là bao suất đơn kèm theo phí VAT cho tất cả mọi người yên tâm. Đấy, ở đây mình có em Vera các kiểu này, màu sơn xám xi măng, màu sơn đỏ mận. Đấy, tất cả đều đồng giá là 19 củ khoai, mình bao suất đơn anh em nhé. Đấy, nói chung thì cái mẫu đời mới này cho nên là cái giá cả nó khá là hợp lý. Đây. Đấy, em này thì rất là nhiều công nghệ này. Con này thì chỉ có 19 củ thôi. Đấy, được trước mình bán em này 24 củ anh em nhé, 19 củ có xe. Đấy, mọi người nào mua góp đi trước mình tầm 4 củ trả trước 4 củ nhận xe nhé. Đấy, xả rẻ này anh em. Trước mình bán 24, bây giờ mình bán xuống còn 19 thôi, không biết cả nào rồi. Rồi đây tiếp theo này. Con này thì cũng mới xả xuống bao nhiêu ta, 24. Đấy, mới xả 5 củ xong rồi ạ. Nếu không thì tất cả mẫu xe ở đây mình đều có xả rồi. Đấy, Vespa đều xả lỗ đồng giá là 5 củ anh em nhé. Đấy, đồng giá 5 củ cho mỗi chiếc luôn, xả từng chiếc anh em nhé. Đấy, còn lại có 19 củ người ạ. Đấy, mọi người nào yêu thích nhá, mấy cái mẫu Vespa này cứ liên hệ mình này. Đây, đời mới này, con thì đi đèn led này, con đi bi cầu đèn led này. Đấy, con thì đi bi cầu đèn led, tất cả mẫu đều là mẫu đời mới nhá. Đấy, mọi người ưng con nào thì lấy này. Ở đây, nếu mà anh chị em mình nào mà dư tiền thì có thể lấy mấy con này về cho các học sinh nhà mình đi học cũng được. Đấy, gọi là các con cái nhà mình đi học cũng được, dành cho những ai mà có bằng lái nhá. Zalus này, đấy Zalus giá chỉ 15 củ thôi, mới xả 2 củ xong. Rồi Novo 5, đấy giá rẻ xe đẹp, chỉ với 14 củ là có xe ạ, 14 củ là có Novo 5 rồi. Đấy, cửa hàng mình thì còn nhiều xe lắm, anh chị em mình nào mà ưng kết được cái mẫu xe nào thì cứ nhắn tin bình luận phía dưới này, ngoài đây này mọi người. Một số mẫu như là Attila. Attila chỉ 4 củ có xe, mới xả 1 củ rưỡi xong rồi nha, mới xả 1 củ rưỡi xong này rồi. Liberty để rẻ lại luôn cho mọi người là 16 củ. Đấy, mới xả 4 củ xong. Rồi đây, Sáp Đài Loan, đấy để em này là 8 củ nhưng mà thôi mới xả 1 củ luôn nè mọi người. Đấy. Đấy, hôm nay thì mình xả lỗ từ cao nhất là 5 củ. Đấy, còn thấp nhất là 1 củ nha mọi người, yên tâm tùy chiếc xe. Đấy, con này giảm xuống còn có 7 củ anh em này rồi đây. Kimco Sonana. Đấy, giá hợp lý, xe đẹp chỉ 5 củ thôi, mới xả 3 củ xong này. Đấy, từ 8 củ xuống 5 củ này mọi người này. Đấy, không biết là mọi người thấy cái con giá này như nào, chứ còn riêng mình thấy cũng khá là rẻ cho mọi người gọi là trải nghiệm. Rồi một chiếc xe đi lăng phiên bản 150 màu sơn đỏ rất là đẹp anh em nhé. Đấy, con này thì mới xả 3 củ xong, 16 xuống 13 này. Đấy, xả lỗ luôn đấy anh em ạ. Rồi đây, Sáp Đài Loan đây mình còn đang còn 2 chiếc anh em nhé. Con này thì mới xả 1 củ xong này, còn 8 củ thôi, 9 củ xả xuống một củ nữa còn 8 củ anh em này. Sáp Đài Loan này, ấy mới xả xong 3 củ anh em ạ, còn có 11 củ thôi. Đấy, thì anh chị em mình nào ưng kết cái con xe gì thì đừng quên gọi là để lại cho bên cửa hàng mình một cái bình luận phía dưới nha. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.